Thời gian qua, bộ mặt đô thị tại nhiều tuyến phố chính của quận Hai Bà Trưng đã có sự thay đổi. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh thì gần như đã được kiềm chế. Tuy nhiên, câu chuyện về trật tự an toàn giao thông, nhất là liên quan đến việc dừng đỗ xe trên các tuyến phố, vẫn đang là một bài toán nan giải. Dù đã có biển cấm, nhưng một số phương tiện vẫn bất chấp dừng đỗ tại tuyến phố Lê Đại Hành. Chỉ đến khi lực lượng chức năng xuất hiện xử lý, các chủ phương tiện mới chịu di chuyển, người nhanh chân thì thoát, còn người chậm chân thì cũng có lý do bao biện riêng của mình. Tại sao bây giờ em biết là ở đây cấm dừng đỗ rồi mà em vẫn cố tình vi phạm? Thì mua cốc cà phê thôi. Cũng biết là sai, lỗi sai của mình rồi ạ. Tuyến phố là tuyến phố cấm đỗ xe nhá. Vâng vâng. Chỉ sau 17 giờ thì mình mới được đỗ nhá. Vâng. Tiến nhá. Vâng vâng. Thế em có công nhận lỗi vi phạm của mình không? Em có. Xe dừng đỗ tùy tiện, đây là thực tế khó khăn của lực lượng chức năng trong quá trình xử lý. Khi cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh thì thiếu, còn trụ sở cơ quan, doanh nghiệp thì san sát. Khu vực đỗ xe không đáp ứng được đủ nhu cầu chỗ để cho các phương tiện của cán bộ, công nhân viên tại các đơn vị. Mặc dù là các điểm trông xe, trông giữ phương tiện được cấp phép, nhưng mà vẫn còn hạn chế, không đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Và đặc biệt là về cái khó khăn nhất là trong các buổi giờ trưa, khi lực lượng nghỉ trưa hoặc là giao ca, đó là người dân đến tập trung tuyến phố, ví dụ như là Lê Đại Hành, Thái Phiên, là ăn uống rồi uống cà phê, đâm ra là vẫn còn có cái ý thức chưa chấp hành, là vẫn có dừng đỗ cái phương tiện dưới lòng đường. Tương tự như phường Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũng đang phải đối mặt với các vấn đề về trật tự an toàn giao thông do mật độ lưu lượng luôn ở mức cao. Theo công an quận Hai Bà Trưng, sau 45 ngày ra quân tổ chức xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, cơ bản ý thức người dân đã chấp hành. Tuy nhiên, những tồn tại về phương tiện dừng đỗ sai quy định vẫn đang là một thách thức, nhất là với hệ thống hạ tầng bãi đỗ xe thiếu như hiện nay. Mặc dù đã được tuyên truyền và giải thích và hướng dẫn, người dân cũng đã rất chấp hành, nhưng ở đây thì cũng nhiều hộ dân cũng bày tỏ có ý kiến cũng như nguyện vọng về cái vấn đề là công tác tổ chức sắp xếp làm sao có thể là giúp cho cái công tác an sinh xã hội của người dân hơn. Cái này thì công an phường cũng đã giải thích đối với cả các cái hộ dân kinh doanh rồi. Trước hết thì chúng ta bây giờ phải chấp hành các cái kế hoạch của thành phố trong cái việc là thực hiện giải quyết vỉa hè. Còn sau này khi nào mà có cái hướng dẫn hay có những cái chủ trương đường lối mới để giúp đỡ cho các cái hộ kinh doanh thì cái này thì công an phường cũng như ủy ban dân phường sẽ xuống tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích để giúp đỡ cho các hộ dân. Không khó để nhận ra bộ mặt đô thị của thành phố nói chung, quận Hai Bà Trưng nói riêng đang thay đổi từng ngày. Tuy còn có chỗ, có nơi chưa triệt để, nhưng nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả ý thức của người dân. Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng cần nghiên cứu, đưa ra những giải pháp cho bài toán về cơ sở hạ tầng chỗ đỗ đang thiếu và rất yếu như hiện nay.